Sáng nay 7 tháng 5, lễ meeting diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2024, được tổ chức trọng thể tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lãng hoa chúc mừng. Nhân buổi lễ long trọng này, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thân ái gửi đến toàn thể quý vị, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước lời chúc mừng, những tình cảm chân thành, thân thiết nhất và chúc lễ kỷ niệm của chúng ta thành công tốt đẹp. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đọc diễn văn tại buổi lễ. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, các đồng chí lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động. Dự buổi lễ có sự tham dự của 270 đại biểu quốc tế, phóng viên báo chí nước ngoài, cùng đông đảo đồng bào, đồng chí đến từ khắp mọi miền Tổ quốc. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ trình bày diễn văn tại buổi lễ. Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta thành kính nghiêng mình, tưởng nhớ công lao vĩ đại và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang, đã cống hiến trọn cuộc đời mình cho độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân và hòa bình tiến bộ của nhân loại. Chúng ta tưởng nhớ và tri ân sâu sắc Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Chiến dịch Điện Biên Phủ. Chúng ta khắc ghi và biết ơn công lao to lớn của các bậc tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thế hệ cán bộ tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, cùng toàn thể các lực lượng vũ trang và nhân dân ta trên khắp mọi miền của Tổ quốc đã tận tâm tận lực, anh dũng chiến đấu, hy sinh quên mình, cùng góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Sau lễ meeting tại sân vận động tỉnh Điện Biên là cuộc diễu binh diễu hành của hơn 12.000 người với 4 lực lượng. Lực lượng pháo lễ, lực lượng không quân bay chào mừng, lực lượng diễu binh diễu hành, lực lượng đứng trên sân. Chương trình lễ diễu binh diễu hành bắt đầu bằng phần trình diễn của máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua lễ đài. Tiếp đó là phần trình diễn của khối diễu binh và khối diễu hành và cuối cùng là phần trình diễn của khối nghệ thuật